Sau hàng nhiệt độ xin chào cả nhà. Em lên sóng tiếp một con máy lọc không khí Daikin đồng hồ vuông. Một con màu nâu rất là đẹp không nhé. Về chất máy cực đẹp luôn các bạn này. Một con màu nâu, các bạn nào thích màu nâu các bác lấy con này nhé. Màu nâu em bán rẻ hơn màu trắng. Nói về chất máy độ mới thì nó như những con màu trắng này thôi. Đấy. Nhưng mà màu nâu thì em sẽ phải chấp nhận bán rẻ hơn để bán nhanh hàng trôi nhanh hơn. Cho nên em bán là 3,5 triệu nhé. Đấy. Con màu trắng thì là 3,9 triệu. Màu trắng 3,9 triệu nhé. Màu nâu em bán 3,5 triệu. Chất máy cực mới luôn. Một con máy phải nói đẹp toàn diện, vỏ nguyên bản, đúng chất bãi luôn ạ. Vỏ nguyên bản đúng chất bãi nhé. Cực đẹp, hình thức thì còn quá mới luôn. Mọi chức năng hoạt động hoàn hảo. Riêng lọc khí này bảo hành 1 năm cho các bác dùng không phải nghĩ nhé. Mọi chức năng hoạt động hoàn hảo luôn. Hình thức rất đẹp. Đúng chất con máy này quá mới luôn. Rất là hiếm những cái con màu cà phê mà màu nâu mà nó mới như này. Thật sự luôn ạ. Đấy, con này còn rất mới. Các chức năng thì như nhau thôi ạ. Khóa trẻ em. Đấy. Giữ 2-3 giây nó khóa. Đây, các bác bấm thì nó bật lên đèn. Bấm một phát 1 thì nó sẽ lên đèn tắt đèn. Hẹn giờ. Eco. Tắt bật nguồn. Tắt bật ion. Buồm. Các chế độ lọc khí. Nhanh chậm tự động. Công nghệ timer diệt khuẩn. Một con máy hình thức xuất sắc thôi nhé. Giá 3,5 triệu thôi. Đấy. Tem mác đây ạ. Đời 2013. MCK70 75W, dùng trong phòng khoảng 50-55m2 trở lại ạ. Đấy. Máy có số series các đây các bác nhé. Đấy, các bác nào mua này cứ chốt con nào cũng gửi đúng con đấy luôn. Đấy, chứ không có chuyện là chốt con này gửi con khác đâu ạ. Đấy. Một con máy màu cà phê, màu nâu, rất là đẹp. Máy đã test chuẩn mọi chức năng rồi, cảm biến độ ẩm chuẩn các bác nhé. Em để mã số 8 này. Hình thức mặt mũi quá đẹp luôn. Đúng chất, về chỉ lau chùi. Nên các bác dùng mãi thì màu nó vẫn như vậy đấy. Đẹp. Đây. Hai con lọc tĩnh điện hai bên ạ. Đấy. Riêng bọn này thì công nghệ độc quyền rồi. Bụi phải qua hai con lọc. Hai cục lọc này thì mới vào màng HEPA. Màng HEPA thay mới các bác nhé. Như mới tinh luôn này. Con này phải nói là về chất máy thì cực đẹp luôn. Anh timer khử khuẩn. Chất máy rất là mới nhé các bác nhé. Đấy. Chất máy rất mới luôn. Rẻ hơn màu trắng. Em bán rẻ hơn màu trắng 400.000. Trước thì bán giá bằng nhau. Bây giờ để em cân đối chút cho nó hợp lý để cái màu cà phê, màu nâu còn nhiều bán cho các bác hợp lý, giá hơn. Đây, bình nước đẹp long lanh. Bảng tạo ẩm quá long lanh luôn. Chung là một con máy xuất sắc. Giá thành thì quá bèo, như là một con rẻ như một con Panasonic chiếc VGF65 thôi. Thời điểm này máy lọc khí giá quá tốt luôn. Bạn nào đang có nhu cầu mua máy lọc khí về trong những cái lúc dịch bệnh này thì mình mua này về nó cũng làm cho cái không khí trong phòng nhà mình nó thoáng đãng đi rất là nhiều này. Khử khuẩn, khử mùi, vi khuẩn nấm mốc, có timer này ion nó khử khuẩn rất là tốt các bác nhé. Vì hôm nay chất lượng không khí ở Hà Nội cũng khá là kém các bác này, 160 sang ngưỡng đỏ rồi. Test qua máy đi. Đây, các bác thấy chưa, sau khi cho qua máy chất lượng không khí xuống rất là tốt. Đây. Con này em báo giá lại là em bán 3,5 triệu nhé, chưa phí vận chuyển, chưa có phí vận chuyển ạ, đổi nguồn điện 220 rồi. Ship hàng toàn quốc, không bao ship. Các bạn xa mua đặt cọc trước 500 nhận hàng thanh toán nốt nhé. Chào các bạn.